Thưa quý vị, năm 2016, cây vải tổ ở huyện Thanh Hà đã được xác lập kỷ lục là cây vải thiều lâu năm nhất Việt Nam. Đây không chỉ là vật báu, minh chứng cho nguồn gốc lâu đời của giống vải thiều ngon chứ danh, mà còn là niềm tự hào biết bao đời của người dân Thanh Hà. Vườn vải thôn Thúy Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà những ngày tháng 6, nườm nượp du khách gần xa đã về thăm cây vải tổ. 200 năm trôi qua, cây vải tổ vẫn đứng đó, mang theo những nét trầm mặc của thời gian nhưng vẫn căng đầy sức sống. Bộ rễ của cây xù xì nổi hẳn lên mặt đất. Các cành của cây vải tổ đều có màu rêu xanh in hẳn vết tích thời gian. Năm nay, cây vải tổ cho quả sai chĩu cành, thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Tình cờ tôi có nhìn thấy hình ảnh nơi thu mua vải rất đông vui, nhộn nhịp, rất đẹp, nên tôi quyết định đi tham quan và đến thăm cây vải tổ. Lịch sử cụ Hoàng Văn Cơm mang hạt vải về gieo trồng, chiết cho mọi người cùng nhân giống, phát triển thành vùng vải, làm đổi thay vùng quê nghèo. Tôi thấy rất cảm động. Một năm chỉ có một lần, nếu có cơ hội, tôi cũng sẽ về thăm cây vải tổ và tham quan mô hình du lịch sinh thái ở Thanh Hà. Theo thống kê của huyện Thanh Hà, năm 2022 đã có hơn 40.000 lượt khách đến tham quan cây vải tổ, trong đó có 240 lượt khách quốc tế. Năm nay dự kiến du khách đến với cây vải tổ có thể đông hơn, không chỉ du khách nước ngoài, du khách các tỉnh thành trong cả nước, mà ngay cả những người dân huyện Thanh Hà cũng về thăm cây vải tổ. Nhiều người dân Thanh Hà cho biết năm nào mùa vải chín họ cũng về thăm cây vải tổ, bởi quả vải thiều không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho các hộ gia đình, giúp du lịch địa phương phát triển, mà cây vải tổ, quả vải thiều chính là niềm tự hào của người dân xứ Thanh Hà. Mình là một người dân Thanh Hà rất chi là tự hào, để nói rằng là quê Thanh Hà nhà mình rất chi là tuyệt vời. Có những cây vải tổ rồi là tất cả vườn vải của dân Thanh Hà nhà mình là tất cả nông dân là làm việc rất là chăm chỉ để có những quả vải ngon ngọt để cho các tỉnh các huyện mọi nơi để về trải nghiệm. Vải Thanh Hà ấy, trong ký ức tuổi thơ của em ấy thì là nó như một cái gì đấy nó gắn liền cả trải dài suốt cả tuổi thơ rồi. Đây là một cái loại quả mà em nghĩ nó là một niềm tự hào của dân Thanh Hà quê em. Thế nên là mỗi một năm không chỉ đến một lần mà em còn đến rất là nhiều lần nữa, bởi vì không gì có thể thay thế được cái hương vị của quả vải ở quê em cả. Người có công trồng cây vải tổ là cụ Hoàng Văn Cơm. Theo ghi chép từ xưa để lại, cụ Cơm trước đây làm nghề buôn bán hoa trái. Trong một lần dự tiệc của người Hoa Kiều tại Hải Phòng, cụ được nếm thử loại vải ngon nên quyết định mang 3 hạt về nhà ươm thử. Trong số này chỉ duy nhất một cây còn sống và cho quả với hương vị thơm ngon đặc biệt. Sau đó cụ Hoàng Văn Cơm đã chiết cành từ cây vải quý này nhân rộng cho bà con trong vùng. Không chỉ Thanh Hà mà còn có nhiều tỉnh thành trong cả nước đã đến xin giống vải quý này lấy về trồng. Hiện cây vải tổ đang được chính quyền, nhân dân và các thế hệ con cháu cụ Hoàng Văn Cơm giữ gìn, chăm sóc.